Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu. Tập 187. Chương 1861, cuộc đàm phán nguy hiểm. Vũ khí đến từ thần biển này có thể biến toàn bộ vùng nước thành sân nhà của người sở hữu. Trương Hằng cố gắng tạo ra hai tấm khiên nước để chống lại cú vung của hải mã. Tuy nhiên tấm khiên nước tạo ra còn chưa bị chém trúng đã bị thu nhỏ đi một nửa và dòng nước trên đó vẫn đang điên cuồng trốn thoát. Cuối cùng tấm khiên nước bị dễ dàng chém đứt, bất đắc dĩ Trương Hằng phải giơ tàng sáo trong tay lên, cứng rắn đón lấy đòn tấn công này. Kết quả là cơ thể hắn trực tiếp bay về phía sau, như một quả ngư lôi. Trương Hằng bay xa tới 10 mét, cho đến khi lưng sắp đập vào vách đá bên ao thì mới dừng lại, nhưng ngay sau đó, bóng dáng của hải mã lại xuất hiện trước mắt hắn. Trước đây chỉ có Trương Hằng dùng tốc độ để bắt nạt người khác, nhưng lần này dưới nước, hắn cuối cùng cũng gặp phải một đối thủ có tốc độ còn nhanh hơn mình. Hải mã vung đỉnh ba xong không ngắm nhìn thành quả chiến đấu của mình mà lập tức đuổi theo. Hắn xuất phát muộn hơn Trương Hằng và khoảng cách với Trương Hằng vẫn là 10 mét. Tuy nhiên khi Trương Hằng dừng lại, hắn phát hiện ra rằng khoảng cách giữa hắn và hải mã chỉ còn chưa đầy 5 mét. Đồng thời, hải mã cũng một lần nữa vung đinh ba trong tay và vung liên tiếp hai lần, tạo thành một chữ thập trảm, phong tỏa không gian di chuyển lên xuống trái phải của Trương Hằng. Càng chết người hơn là lần này Trương Hằng đã không còn không gian để lùi lại. Tuy nhiên, ngay cả khi bị đồn vào đường cùng, trong mắt Trương Hằng cũng không hề có vẻ hoảng sợ. Do sự tồn tại của đinh ba, khả năng điều khiển dòng nước của hắn hiện đã suy yếu rất nhiều. Trương Hằng biết rằng chỉ dựa vào việc điều khiển dòng nước thì không thể né được đòn tấn công này, nhưng bây giờ hắn đã bị dồn đến bên vách đá của ao. Trương Hằng đạp lên một điểm lồi trên vách đá, đầu gối cong lại, sau đó đột ngột duỗi thẳng. Dưới tác dụng của Trần Thế Chi Lân, cú đạp này của Trương Hằng cũng bùng nổ gấp 3 lần sức mạnh, toàn bộ cơ thể hắn nhanh chóng lao lên trên. Cộng thêm tác dụng của dòng nước xung quanh, hắn đã thoát khỏi phạm vi tấn công của đòn thập tự trảm này một cách ngoạn mục. Hải mã thấy vậy cũng không khỏi khen ngợi trong lòng, tố chất chiến đấu của Trương Hằng là mạnh nhất trong số tất cả những người chơi mà hắn từng gặp. Ngay cả khi ở thế yếu cũng có thể mãi giữ được sự bình tĩnh, điều này không chỉ cần đến tố chất tâm lý mạnh mẽ, mà còn là sự nhạy bén được tôi luyện từ vô số kinh nghiệm chiến đấu. Tất nhiên, bản thân hải mã cũng không tệ, mặc dù trước khi tham gia trò chơi, hắn chỉ là một ông chủ trại nuôi trồng hải sản, nhưng trong 2 năm sau đó, hắn cũng đã trải qua hàng chục trận chiến lớn nhỏ trong phó bản. Ngoài ra, không giống như những người chơi khác trở về cuộc sống thường ngày sau đó thì sống một cuộc sống tốt đẹp. Những năm này hắn vẫn luôn lang thang khắp nơi trên thế giới, săn lùng quái vật, là một thợ săn biển sâu thực thụ. Giác quan chiến đấu của hải mã cũng rất xuất sắc. Trương Hằng vừa động, hắn cũng lập tức động theo, dinh ba liên tục vung ra, cái ao nhỏ lập tức bị khuấy đảo trời đất. Những người trên bờ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới, chỉ thấy mặt nước vốn bình lặng đột nhiên trở nên sóng to gió lớn. Một kẻ xui xẻo ở gần bờ hơn một chút, không cẩn thận thậm chí còn bị sóng lớn cuốn vào ao. Vừa rồi còn thấy hắn vùng vây cố gắng bơi về bờ, nhưng ngay sau đó cả người hắn lại bị một đợt sóng lớn khác đánh xuống nước, sống chết không rõ. Nhưng vẫn chưa hết, theo từng đợt sóng lớn trào lên, những người chơi trên bờ thậm chí còn cảm thấy mặt đất dưới chân mình hơi rung chuyển, giống như có người đang dùng một chiếc búa tạ khổng lồ đập vào mặt đất. Anh chàng đeo kính râm vốn đang chờ bộ đồ lặn được chuyển đến, thấy cảnh này sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, hắn đã hiểu tại sao hải mã lại muốn một mình xuống nước. Đúng là với số lượng người chiến đấu như vậy thì không có ý nghĩa gì, ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến của hắn, khiến hắn phải e dè khi ra tay. Tất nhiên, Trương Hằng ở phía bên kia cũng khiến hắn tê cả da đầu, mặc dù hắn không nhìn thấy tình hình dưới nước nhưng rõ ràng là hai người vẫn đang kịch chiến. Lúc này hắn lại nhớ đến lời nhận xét của Nhị Nguyệt Phi Thành về hải mã. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn cũng không thể tin rằng có người có thể đánh ngang ngửa với người đại diện của thần biển Poseidon dưới nước. Đến nước này, anh chàng đeo kính râm chỉ còn biết cầu nguyện hải mã có thể giải quyết được Trương Hằng dưới nước. Hải mã không biết có nghe thấy lời cầu nguyện của anh chàng đeo kính râm hay không, nhưng bây giờ hắn thực sự ngày càng tiến vào trạng thái chiến đấu. Thậm chí để ép Trương Hằng phải chống đỡ đòn tấn công của mình, hắn lại tiến gần hơn một chút, đồng thời không biết mệt mỏi vung vẩy đinh ba trong tay.
Chương 1862, tình thế cấp bách. Nhờ có thần khí này, hắn đã chiếm được thế thượng phong trong trận chiến, trên người Trương Hằng không phải không có đạo cụ cấp B. Tuy nhiên cả tàng sáo hay chiếc cung ôn dịch dưới nước thực sự đều không bằng đinh ba trong tay Hải Mã. Thứ duy nhất có thể sử dụng được là vô hạn tích mộc, lúc này vẫn chưa đến thời điểm có tác dụng. Hơn nữa, bây giờ Trương Hằng cũng rất khó có thể rảnh tay ghép những miếng Lego trong ba lô thành thứ mình muốn, vì vậy bây giờ hắn chủ yếu tập trung vào việc né tránh các đòn tấn công của Hải Mã. Tất nhiên, Trương Hằng cũng không phải chưa từng thử phản công, đặc biệt là Hải Mã bây giờ không cách hắn bao xa, tuy nhiên mỗi khi Trương Hằng cố gắng tiếp cận, Hải Mã sẽ thu đinh ba về trước ngực. Còn dòng nước bên cạnh hắn sẽ lập tức tụ lại thành một bong bóng nước, bao bọc hắn vào trong. Trương Hằng thử dùng tàng sáo chém vỡ bong bóng nước đó nhưng phần bị chém vỡ rất nhanh lại bị dòng nước xung quanh bù đắp lại. Đồng thời một khi Trương Hằng tiến gần đến vị trí cách Hải Mã khoảng 1 mét, hắn sẽ cảm thấy một lực ép rất lớn. Dưới tác dụng của lực ép này, động tác của Trương Hằng sẽ bị chậm lại, thậm chí biến dạng. Lúc này Trương Hằng cũng không có cách nào tốt để đối phó với Hải Mã sau vài lần cố gắng không thành công. Hắn chỉ có thể nhanh chóng lùi lại, một lần nữa kéo giãn khoảng cách. Còn Hải Mã thấy vậy cũng lập tức chuyển từ thủ sang công, không cho Trương Hằng bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hắn đã coi Trương Hằng là con quái vật biển hung dữ và xảo quyệt nhất. Dưới nước không thể phát ra tiếng nhưng trận chiến không tiếng động này lại nguy hiểm hơn nhiều so với trận chiến súng nổ trên đất liền trước đó. Cả hai bên đều tỏ ra rất kiên nhẫn, vừa làm tốt việc của mình vừa chờ đối phương phạm sai lầm. Trương Hằng cũng phải thừa nhận rằng Hải Mã là một trong những đối thủ khó nhằn nhất mà hắn từng gặp, tất nhiên chỉ giới hạn ở dưới nước. Thực ra cách đơn giản nhất để đối phó với Hải Mã là đưa trận chiến lên đất liền. Đừng nhìn Hải Mã bây giờ đang nắm thế chủ động nhưng Trương Hằng muốn rời khỏi ao nước này vẫn có thể làm được. Chỉ là bây giờ nguy hiểm trên bờ chỉ lớn hơn dưới nước, đây chính là phiền phức khi bị bao vây. Trong ao nước dưới thác nước, hai bóng người linh hoạt hơn cả cá đang quấn lấy nhau. Trương Hằng và Hải Mã đã vật lộn dưới nước gần 10 phút nhưng vẫn chưa phân định được thắng bại. Nhưng so với 10 phút trước, trên người Trương Hằng đã có thêm vài vết thương, phần lớn là vết bầm tím, chỉ có hai vết chảy máu là do lưng hắn đập vào phần nhọn của vách đá. Tất nhiên, cái giá mà Trương Hằng phải trả cũng không phải là vô ích, Hải Mã tuy không bị thương nhiều nhưng cây đinh ba trong tay hắn đã có thêm 7 vết dao. Khoảng 3 phút trước, Trương Hằng đột nhiên thay đổi trạng thái, không còn lấy hắn làm mục tiêu nữa mà bắt đầu tấn công cây đinh ba vàng. Phạm vi hiệu lực của trường áp lực của Hải Mã là 1 mét xung quanh hắn, tuy nhiên cây đinh ba oai vệ trong tay hắn dài hơn 2 mét, nói cách khác. Trừ khi hắn luôn ôm trước ngực, nếu không chỉ cần vung lên, cây đinh ba này sẽ rời khỏi trường áp lực của hắn và điều này cũng tạo cơ hội cho Trương Hằng. Hải Mã cũng không biết con dao trong tay Trương Hằng được làm bằng chất liệu gì, lại cứng đến mức khó tin. Lẽ ra một thần khí như đinh ba không nên dễ vỡ như vậy nhưng sự thật đã khiến hắn phải kinh ngạc. Nếu như lần đầu tiên chỉ là ngoài ý muốn thì những lần tiếp theo, mỗi lần con dao đó tiếp xúc với đinh ba đều để lại một vết dao trên đinh ba, bị Trương Hằng chém vài nhát, Hải Mã cũng sợ. Chủ động kéo giãn thêm một chút khoảng cách, cứng rắn biến vũ khí lạnh này thành pháp trượng, chỉ là như vậy, trong trận chiến tiếp theo, không khỏi có chút chói tay chói chân. Hải Mã cũng đã nghĩ đến việc không nhẫn tâm, dứt khoát hy sinh cây đinh ba để giải quyết kẻ địch trước mắt. Dù sao Trương Hằng muốn phá hủy thần khí cấp B này cũng không dễ dàng. Mà bản thân hắn hiện tại vì chém trúng đinh ba mà trên người cũng bị thương, cứng đối cứng như vậy, khả năng Trương Hằng ngã xuống trước cao hơn. Nhưng cuối cùng Hải Mã vẫn thu lại ý nghĩ có phần hấp dẫn này, dù sao cây đinh ba này không phải là vũ khí của hắn, mà là của Poseidon, chỉ tạm thời cho hắn sử dụng. Hải Mã đã có thể tưởng tượng ra cảnh Poseidon nổi trận lôi đình khi nhìn thấy những vết thương trên cây đinh ba hiện tại, huống chi nếu cây đỉnh ba bị phá hủy. Mặc dù chủ nhân của Rie là kẻ thù lớn của Poseidon nhưng sau khi giải quyết xong chuyện này, Poseidon còn phải đánh một trận sống còn khác. Hắn chắc chắn không muốn mình mất vũ khí vào thời điểm quan trọng này, vì vậy Hải Mã mới phải kéo giãn khoảng cách với Trương Hằng một lần nữa. Chỉ là như vậy, lợi thế khó khăn lắm mới tích lũy được trước đó đã bị lãng phí phần lớn. May là sự kiên nhẫn của Hải Mã không vì thế mà giảm đi. Trận chiến này hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là hạ gục đối thủ trước mắt. Sự ngoan cường của Hải Mã cũng giành được sự khen ngợi của Trương Hằng. Mặc dù một phần là nhờ cây đinh ba đó nhưng có thể đánh đến bây giờ mà vẫn chưa phân thắng bại, bản thân Hải Mã mới là yếu tố quan trọng nhất. Chỉ xét về kinh nghiệm chiến đấu,
Hải Mã chỉ kém hắn một chút mà thôi. Trương Hằng có thể nhận ra rằng gã đàn ông cứng rắn có khí chất của một thợ săn trước mắt này cũng từng trải qua trăm trận chiến như hắn. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 1863, đường lùi đã hết. Đáng tiếc, hôm nay trong số hai người, có lẽ chỉ có một người có thể sống sót trở về mặt nước. Nhưng ngay khi Trương Hằng chuẩn bị triển khai đợt tấn công tiếp theo, hắn đột nhiên dừng động tác trong tay, nhíu mày, Hải Mã cũng dừng động tác. Là người đại diện của Poseidon, con trai của biển cả, hắn đương nhiên cũng rất nhạy cảm với môi trường thủy văn xung quanh. Hắn có thể cảm nhận được rằng vừa rồi, phía sau đột nhiên xuất hiện một luồng hàn lưu âm u. Lúc đầu Hải Mã còn tưởng Trương Hằng để lại hậu chiêu nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì đột nhiên ngây người. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng mặt nước trên đầu thực sự bắt đầu đóng băng. Phải biết rằng bây giờ vẫn là mùa hè, mặc dù nhiệt độ trong núi sâu thấp hơn bên ngoài một chút nhưng cũng chỉ chênh lệch vài độ mà thôi. Căn bản không thể đạt đến điểm đóng băng nhưng cảnh tượng xảy ra trước mắt lại thực sự cho hắn biết rằng mặt nước thực sự đang bị đóng băng. Trên thực tế, không chỉ mặt nước, luồng hàn khí từ phía sau đang lan tỏa ra khắp ao nước với tốc độ kinh người, có thể đóng băng cả ao nước. Người đàn ông đeo kính đen trên bờ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn ngây người nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang ngồi xổm bên bờ nước. Đối phương vốn là người của đội thứ hai, sau khi nghe tin thì cùng với nhóm mặc đồ lặn kia đến, vừa đến đã không nói hai lời mà đưa tay phải vào ao nước. Sau đó, tất cả những người đứng bên bờ hồ đột nhiên cảm thấy lạnh run, ngay sau đó, họ thấy một lớp băng mỏng ngưng tụ trên mặt hồ. Lớp băng mỏng nhanh chóng lan ra xung quanh, chưa đầy nửa phút, toàn bộ ao nước đã bị đóng băng. Mãi đến lúc này, mọi người mới nhận ra điều gì đó. Người đầu tiên xông ra là người của chiến tuyến thứ hai, gào lên với cậu thiếu niên bên bờ ao, mẹ kiếp mày đang làm gì vậy? Giúp mấy người chẳng có hiệu quả gì này kết thúc trận chiến này sớm hơn. Cậu thiếu niên tháo tai nghe bis trên đầu, nhàn nhạt nói. Nhưng người của chúng tôi vẫn còn ở dưới đó. Tôi biết, tôi cũng rất cảm ơn anh ta, nếu không nhờ anh ta giúp kéo chân Simon, tôi cũng không thể đóng băng ao nước này. Mày có biết mày không chỉ đóng băng Simon mà còn đóng băng cả Hải Mã không? Tao khuyên mày tốt nhất là rời khỏi ao nước này trước khi chúng tao ra tay với mày. Những người chơi chiến tuyến thứ hai sắc mặt không tốt, mặc dù Hải Mã bình thường vẫn thích đơn phương độc mã, chạy khắp thế giới. Cũng không tham gia nhiều hoạt động của hội nhưng dù sao cũng là người trong cùng một hội, bọn họ không thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị cậu thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện này đóng băng dưới nước. Nhưng cậu thiếu niên nghe vậy vẫn không hề nao núng, chậm rãi nói, hành động trước đó của các ngươi đã chết bao nhiêu người rồi. Những người của chiến tuyến thứ hai nghe vậy thì sửng sốt. Cậu thiếu niên tiếp tục nói, để Simon thoát ra, sau đó trên thế giới lại phải chết bao nhiêu người. Hy sinh một người, sau đó cứu cả thế giới, chẳng phải đó là lý do chúng ta đến đây sao? Những người của chiến tuyến thứ hai có chút ngây người nhưng im lặng một lúc vẫn cố gắng nói, ngươi không biết Hải Mã. Hắn ở dưới nước không ai địch nổi, cho dù ngươi không đóng băng ao nước này thì hắn cũng có thể giết chết Simon. Có lẽ vậy, hy vọng hắn thực sự mạnh như ngươi nói nhưng 10 phút trôi qua rồi, hắn vẫn chưa lên, điều này thuyết minh hắn thực sự gặp phải một số rắc rối trong trận chiến. Tức là có khả năng thất bại, nếu hắn chết thì các ngươi định làm gì, lại phái 10 tên xui xẻo mặc bộ đồ lặn buồn cười của các ngươi xuống tặng mạng sao? Cậu thiếu niên đeo tai nghe bis trên cổ nhìn quanh một vòng. Lần này, càng có nhiều người không nói nên lời, ngay cả người đàn ông đeo kính đen cũng dừng bước. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Đợi đến khi Hải Mã kia thua thì cho dù ta có muốn ra tay cũng không kịp nữa rồi. Cậu thiếu niên ung dung nói, người đàn ông đeo tai nghe bis vừa ra tay, người đàn ông đeo kính đen đã biết hắn là ai. Người chơi đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng cực hàn u hồn. Giống như Hải Mã, cực hàn u hồn cũng là một người chơi rất đặc biệt, hắn không thuộc về tam đại công hội mà gia nhập một hội nhỏ tên là những người yêu thích đồ ăn ngoài. Hội này chỉ có chưa đến 50 thành viên nhưng danh tiếng trong số những người chơi lại không hề nhỏ. Bởi vì 50 người này đều là người đại diện và có hơn một nửa đã lọt vào top 200 của cuộc chiến người đại diện trước đó. Nói cách khác, đây là một hội những người chơi tỉnh Anh nhỏ nhưng thực sự có thể nói chất lượng trung bình của các thành viên là mạnh nhất trong tất cả các hội. Lấy cực hàn u hồn làm ví dụ, hắn chỉ duỗi một tay ra,
chưa đầy nửa phút đã đóng băng toàn bộ mặt đối diện của ao nước và vẫn chưa dừng lại, lớp băng trên mặt nước vẫn tiếp tục dày lên. Thậm chí thác nước cũng có dấu hiệu bị đóng băng, một phần bên dưới đã biến thành rèm nước, đồng thời lớp băng cũng đang lan xuống dưới nước. Chương 1864, sự thật phơi bày. Hải Mã và Trương Hằng ở dưới đáy ao đều chú ý đến sự thay đổi trên đầu. Trong mắt Hải Mã hiện lên một tia tức giận, hắn đương nhiên biết rằng người đóng băng ao nước không có ý tốt gì. Nhân lúc hắn còn đang chiến đấu với Trương Hằng thì ra tay, rõ ràng là định nhốt cả hắn dưới ao nước. Nhưng tia tức giận trong mắt Hải Mã chỉ lóe lên một cái, rồi hắn đã cố gắng đè nén nó xuống. Trương Hằng nhận thấy ánh mắt của người đàn ông đối diện lại trở nên kiên định. Hải Mã ngoài dự đoán không hề chọn cách chạy trốn. Đúng vậy, ngay cả khi phát hiện mặt nước đã bị đóng băng và lớp băng vẫn đang dày lên, hắn vẫn không dừng tấn công Trương Hằng. Không phải Hải Mã không quan tâm đến sự sống chết của mình, mà là bản năng chiến đấu của một thợ săn mách bảo hắn rằng càng lúc như thế này càng không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau một thời gian dài chiến đấu, hắn và Trương Hằng đã đạt được một sự cân bằng tinh tế vào thời điểm này. Nếu một trong hai bên không chịu nổi nữa thì cán cân chiến đấu sẽ nhanh chóng nghiêng về phía bên kia. Đến lúc đó, không chỉ những nỗ lực trước đó của hắn đều trở nên vô ích, mà còn có thể bị đối phương giết chết trước khi hắn kịp thoát lên mặt nước. Đây mới là lý do thực sự khiến Hải Mã chọn cách liều lĩnh chiến đấu đến cùng. Nhưng dù sao đi nữa, Trương Hằng cũng phải thừa nhận rằng đối thủ trước mặt thực sự là một người đàn ông cứng rắn, bởi vì biết lựa chọn đúng đắn là một chuyện. Còn làm được lại là chuyện khác, dù sao không phải ai cũng có đủ can đảm để tiếp tục chiến đấu khi tính mạng bị đe dọa. Theo một nghĩa nào đó, hành động của Hải Mã lúc này hoàn toàn trái ngược với bản năng. Vì vậy, để bày tỏ lòng kính trọng của mình, Trương Hằng cũng một lần nữa nắm chặt tàng sáo lao về phía Hải Mã. Chiến đấu đến lúc này không chỉ là cuộc so tài về kỹ thuật chiến đấu và vũ khí, mà còn là cuộc so tài về tinh thần và ý chí. Cả hai đều rất rõ ràng rằng chỉ khi kết thúc trận chiến trước mắt, hoặc ít nhất là buộc một bên phải bỏ chạy thì họ mới có thể rời khỏi ao nước này một cách an toàn. Vì vậy, lần này cả hai đều không còn giữ tay nữa, Trương Hằng từ bỏ lối đánh Koyama Minh Tâm Lưu đã dùng trước đó, chuyển sang dùng lối đánh chính là Sasaki Genryu có tính tấn công mạnh hơn. Còn Hải Mã cũng không còn tiếc cây đinh ba trong tay để tìm kiếm sát thương lớn nhất, thậm chí không ngại chủ động giao chiến với tàng sáo trong tay Trương Hằng. Cường độ chiến đấu cũng tăng lên một lần nữa. Hải Mã có thể cảm nhận được theo thời gian trôi qua, nhiệt độ xung quanh ngày càng giảm. Lớp băng ban đầu chỉ là một lớp mỏng nhưng sau 3 phút đã gần chạm đến đỉnh đầu hắn, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn là có thể cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Đỉnh của cây đinh ba thậm chí đã có dấu hiệu đóng băng và tệ hơn nữa là tốc độ mất nhiệt trong cơ thể hắn rất kinh khủng, tay chân lạnh ngắt, động tác cũng trở nên chậm chạp. Hải Mã cũng nhận ra không ổn rồi, bởi vì so với hắn, Trương Hằng đối diện dường như không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nước giảm, thân hình hắn vẫn linh hoạt như lúc đầu. Ban đầu Hải Mã còn có thể áp chế Trương Hằng về tốc độ nhưng bây giờ hắn đã dần dần không theo kịp nhịp độ của Trương Hằng và không giống như khuôn mặt tái xanh của hắn. Sắc mặt của Trương Hằng thực sự không có gì thay đổi. Nói cách khác, đối phương thực sự không bị ảnh hưởng nhiều bởi hàn khí. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Hải Mã cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn không ngờ rằng mình không thua trong cuộc so tài về ý chí nhưng cuối cùng lại thua trong việc thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Nhưng hắn đã nghĩ thông suốt một điều, đó là nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, hắn không biết Trương Hằng sẽ thế nào nhưng hắn chắc chắn sẽ chết. Vì vậy Hải Mã đã nghĩ thông suốt. Không còn do dự nữa, vung cây đinh ba trên tay, cố gắng đẩy Trương Hằng ra một khoảng cách. Sau đó, hắn bắt đầu điều khiển dòng nước để mình nổi lên, đến dưới lớp băng khổng lồ đó. Hải Mã vung cây đinh ba, điên cuồng phá hủy lớp băng, đồng thời phải quay đầu ứng phó với sự kiêu chiến của Trương Hằng. Cây đinh ba đập vào lớp băng, tạo ra những vết nứt trên lớp băng. Tuy nhiên điều khiến Hải Mã tuyệt vọng là so với độ dày của bản thân lớp băng. Những vết nứt sâu hơn 2 mét đó còn lâu mới đủ để phá vỡ lớp băng. Đồng thời, thế công của Trương Hằng cũng trở nên ngày càng mãnh liệt. Mỗi lần đinh ba và tàng sáo va chạm đều khiến ánh sáng vàng trên đinh ba mờ đi vài phần. Nhưng lúc này Hải Mã đã hoàn toàn không còn quan tâm đến việc bảo vệ thần khí này nữa. Hắn chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng thần khí này đủ cứng để chống đỡ được đòn tấn công của Trương Hằng. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1865, cuộc rượt đuổi đẫm máu.
Đáng tiếc, khi hắn chuyển tầm mắt đến cây đinh ba thì mới phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào, thần khí này đã trở nên đầy thương tích. Toàn thân gần như chẳng chít vết dao và độ sâu của mỗi vết dao đều kinh người, đặc biệt là chỗ vừa bị chém, chỉ còn cách một chút nữa là bị chặt đứt một trong những chiếc gai nhọn. Hải Mã ngây người ra, rồi ánh mắt hắn cuối cùng cũng trở nên kinh hoàng. Hắn đã hiểu rằng món đồ cấp B mượn từ Poseidon này, e rằng hôm nay sẽ phải cùng hắn chôn thân ở ao nước này. Và như để chứng minh cho phỏng đoán của hắn, khi Trương Hằng chém tới một nhát tiếp theo, Hải Mã theo bản năng vung vũ khí trong tay lên đỡ, nhưng hắn cảm thấy tay mình cầm cây đinh ba bỗng rung lên dữ dội. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một vết nứt ở vị trí trung tâm của cây đinh ba lan rộng ra xung quanh một cách điên cuồng. Cuối cùng, món vũ khí màu vàng uy phong lẫm liệt này đã tan thành từng mảnh trong tay hắn, nhưng lúc này Hải Mã thậm chí còn không kịp đau buồn cho thần khí bị phá hủy này. Vì hắn cảm thấy máu của mình như sắp đông thành băng, hơi thở ngày càng khó khăn vì mất quá nhiều nhiệt lượng, thậm chí còn khiến hắn sinh ra ảo giác, chỉ cảm thấy mình như đang ngồi trên miệng núi lửa. Vì vậy, hắn theo bản năng áp cơ thể mình lên lớp băng, muốn hạ nhiệt cho mình, và kết quả của việc làm này là chỉ 10 giây sau, cơ thể hắn đã bị đóng băng trong lớp băng. Trương Hằng tận mắt chứng kiến cái chết của Hải Mã, tên cứng đầu đã đấu với hắn hơn một khắc đồng hồ, cuối cùng lại chết một cách mơ hồ ngay trước mắt hắn. Tất nhiên, xét đến tình trạng cơ thể của Hải Mã, cách chết này của hắn cũng không phải là điều bất ngờ, mà sau khi Hải Mã chết, Trương Hằng lập tức lấy một chiếc đèn dầu từ ba lô sau lưng ra. Tên, đèn của nhà thám hiểm chất lượng, xe công dụng, đèn dầu không bao giờ tắt, trang bị cực phẩm mà các nhà thám hiểm mơ ước. Nó không chỉ có thể cung cấp nguồn sáng cho ngươi, dù ngươi ở trên cạn hay dưới nước, mà còn có thể giúp ngươi kiểm soát nhiệt độ xung quanh. Thông qua việc điều chỉnh độ sáng của đèn nhà thám hiểm, ngươi có thể điều chỉnh nhiệt độ môi trường trong phạm vi ánh sáng. Món đồ cấp C này là một trong những chiến lợi phẩm mà Trương Hằng có được trong phó bản Chernobyl, không ngờ lại có thể phát huy tác dụng vào lúc này. Chiếc đèn dầu trông có vẻ bình thường này lại có tác dụng kỳ diệu, trong phạm vi mà nguồn sáng có thể chiếu tới, nó có thể đảm bảo nhiệt độ không đổi. Trước đó Trương Hằng dựa vào lượng nhiệt mà chiếc đèn này tỏa ra trong ba lô để chống lại luồng khí lạnh trên đầu. Mà sau khi hắn lấy chiếc đèn này ra, nhiệt độ xung quanh lập tức trở nên ấm áp, cảm giác lạnh lẽo trước đó hoàn toàn biến mất. Sau đó Trương Hằng điều chỉnh đèn dầu, điều chỉnh nhiệt độ của nước xung quanh lên 40 độ, đây cũng là nhiệt độ bên trong cơ thể con người. Trương Hằng cảm thấy mình như đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, mà cảnh tượng trước mắt hắn cũng rất kỳ diệu, luồng khí lạnh khủng khiếp vẫn đang đóng băng ao nước. Lớp băng phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có nơi mà đèn của nhà thám hiểm chiếu tới, nhiệt độ vẫn luôn duy trì ở mức 40 độ, không thể đóng băng được. Đồng thời, lớp băng ở rìa đang nhanh chóng tan chảy và vỡ ra bên bờ ao nước. Mặc dù những người chơi của chiến tuyến thứ hai vẫn rất khó chịu với cậu thiếu niên đeo tai nghe Beats, nhưng lại không ngờ rằng họ không ra tay với cậu như đã đe dọa trước đó. Trên thực tế, sau khi cực hàn u hồn lên tiếng, hầu hết những người chơi có mặt đều rơi vào im lặng. Thậm chí ngay cả những người của chiến tuyến thứ hai cũng không khỏi nảy sinh một số suy nghĩ khác thường trong lòng. Phải thừa nhận rằng, mặc dù trước khi trận chiến này bắt đầu, mọi người đều đã dự đoán rằng sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà mất đi nhiều người như vậy vẫn nằm ngoài dự đoán của họ. Đặc biệt là ngay cả những cao thủ như Song Tử Ma cũng không thể ngăn cản Trương Hằng được vài phút, điều này cũng khiến mọi người cảm nhận trực quan hơn về sức mạnh chiến đấu khủng khiếp của người chơi đứng đầu. Còn Hải Mã xuống nước lần này tuy xếp hạng không cao bằng Song Tử Ma nhưng trong nước lại được công nhận là vô địch. Nếu ngay cả hắn cũng không đối phó được với Trương Hằng, vậy thì tiếp theo mọi người phải làm sao? Câu hỏi mà cực hàn u hồn đưa ra đã hỏi đến tận tâm can của mọi người, vì vậy, kể cả những người chơi của chiến tuyến thứ hai cũng bắt đầu suy nghĩ. Nếu có thể hy sinh một mình Hải Mã để giải quyết triệt để Trương Hằng thì thương vụ này có đáng giá hay không? Thực ra rất nhiều người chơi sau khi nghe lời của cực hàn u hồn đã đồng ý với lời nói của hắn, nhưng Hải Mã dù sao cũng là người của chiến tuyến thứ hai, một trong tam đại công hội. Chỉ là theo sau khi những người chơi của chiến tuyến thứ hai cũng tập thể rơi vào im lặng, lại không có ai ra mặt ngăn cản cực hàn u hồn đóng băng toàn bộ ao nước. Chương 1866, cam bẫy chờ đợi. Cực hàn u hồn thấy vậy thì cười cười, cũng không nói gì nữa, chỉ đeo lại tai nghe. Thế là những người chơi trên bờ thấy khí lạnh bắt đầu lan tràn với tốc độ kinh người. Lúc này mọi người tuy không nhìn thấy cảnh tượng dưới ao nước nhưng chỉ cần nhìn thác nước đang dần đông cứng kia là có thể biết được luồng khí lạnh này khủng khiếp đến mức nào.
Trước đó còn có người cho rằng đóng băng ao nước mà cực hàn u hồn nói chính là đóng băng mặt nước, nhưng bây giờ mới hiểu ra. Cái gọi là đóng băng của hắn chính là đóng băng toàn bộ ao nước bên dưới thành một cục băng. Nhưng chỉ trong chốc lát, độ dày của lớp băng đã đủ để một chiếc xe tải quá tải có thể lưu thông bình thường trên đó. Mà cực hàn u hồn vẫn chưa dừng tay. Một lúc sau, mọi người dưới chân lại đột nhiên cảm thấy một trận chấn động. Có người đang đập lớp băng, muốn thoát ra từ bên dưới. Nghĩ đến sức chiến đấu khủng khiếp của Trương Hằng trước đó, thần kinh của mọi người lập tức căng thẳng, lần lượt giơ vũ khí trong tay lên. Chỉ có cực hàn u hồn ngồi xổm bên bờ ao nước vẫn bình tĩnh như cựu thần. Thấy có người dùng họng súng nhắm về phía này, hắn vẫy vẫy tay, đừng căng thẳng, người bên dưới không ra được đâu. Mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng bên phía đệ nhị chiến tuyến lại có mấy người muốn nói lại thôi. Trong số họ có người nghĩ đến khả năng nếu người đang phá băng, muốn ra ngoài là hải mã, nhưng câu hỏi đó còn chưa được hỏi ra thì đã nuốt trở vào. Đã mặc nhiên cho phép cực hàn u hồn ra tay thì tất nhiên bọn họ cũng đều biết phải lựa chọn thế nào khi đối mặt với khả năng không chắc chắn như vậy. May mắn thay, trận chấn động căng thẳng đó không kéo dài quá lâu, bên dưới ao nước lại trở nên yên tĩnh, và lần này dường như là sự yên tĩnh vĩnh viễn. Cực hàn u hồn lại ngồi xổm bên bờ ao nước thêm 2 phút, lúc này mới đứng dậy, vỗ tay nói, được rồi. Chuyện đã giải quyết xong, mọi người có thể giải tán về nhà rồi. Người đàn ông đeo kính râm nghe vậy thì hơi nhíu mày, ngươi chắc hắn đã chết rồi chứ. Tất nhiên cực hàn u hồn rất chắc chắn nói, ta đã đóng băng toàn bộ ao nước, người bên dưới căn bản không có đường thoát, nếu ngươi không tin thì có thể thử đục băng ra. Xem có thể đào được xác hắn lên không, nhưng đừng nói ta không cảnh báo ngươi, khối lượng công trình này sẽ không nhỏ đâu. Người đàn ông đeo kính râm nghe xong câu này thì hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lập tức gọi điện thoại, tôi cần thuốc nổ, rất nhiều thuốc nổ, đủ để phá tung một ao nước, nhanh lên. Mà sau khi người đàn ông đeo kính râm cúp điện thoại cũng không theo lời cực hàn u hồn lập tức giải tán đội truy bắt, mà chia những người chơi thành 3 đội lớn, mỗi đội 8 giờ, thay phiên nhau canh giữ ao nước đóng băng đó. Sự thận trọng quá mức của hắn cũng khiến một số người phàn nàn, dù sao thì trong ngọn núi sâu này chẳng có gì cả, không có điện, không có tín hiệu. Ở đây lâu dài không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ, nhưng phần lớn mọi người vẫn đồng ý với quyết định của người đàn ông đeo kính râm. Dù sao thì đối tượng mà bọn họ phải đối phó lần này là Simon, có lẽ chỉ khi thực sự nhìn thấy xác của Simon thì nhiều người mới có thể tin rằng Simon thực sự đã bị giết chết. Điều khiến người đàn ông đeo kính râm không ngờ là cực hàn u hồn cũng không rời đi mà chọn cùng bọn họ dựng trại trong ngọn núi sâu này. Lúc đầu người đàn ông đeo kính râm còn tưởng rằng cực hàn u hồn lo lắng công việc phá băng nổ mìn sau này sẽ xảy ra ngoài ý muốn, nhưng không ngờ rằng hắn lại quan tâm đến đạo cụ trên người Trương Hằng. Dù sao thì chuyện Simon có ít nhất một đạo cụ cấp B cũng không còn là bí mật gì nữa. Thuốc nổ đã được chuyển đến trại trước 8 giờ tối, sau đó đội kỹ thuật đã đục 29 lỗ băng sâu 3 mét trên lớp băng, nhồi thuốc nổ vào, đến khi họ hoàn thành gần hết mọi việc thì đã 11 giờ rồi. Đội thứ hai đã thay thế đội thứ nhất trực ban, theo dõi tình hình bên kia ao nước. Còn người đàn ông đeo kính râm lúc này đang kiểm tra tình hình nhồi thuốc nổ, kết quả là lúc này, một người chơi có mật danh là Vẹt đã tìm thấy hắn. Người đàn ông đeo kính râm nhìn cô bé phía sau Vẹt, nhướng mày, ngươi tìm thấy nó ở đâu? Phía sau một sườn đồi, khi ta đến đó, ta thấy nó ngủ một mình ở đó. Vẹt nói, nhưng nó không chịu nói cho ta biết tại sao nó lại ở đó. Thực ra nó không chịu trả lời bất kỳ câu hỏi nào, nhưng trong hang của ông già trước đó có một số đồ dùng cho trẻ em, ta đoán đó là của nó. Người bản địa trên ngọn núi này sao? Người đàn ông đeo kính râm gật đầu, cũng không muốn làm khó một cô bé nữa, vẫy tay nói, cho nó chút thức ăn và nước. Đợi nó ăn no thì đưa nó về đi, Simon đã bị chúng ta đóng băng trong hồ rồi, những người khác không quan trọng nữa. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1867, kết thúc cuộc hành trình. Được. Vẹt nói. Nhưng hắn vừa quay người định dẫn cô bé rời đi thì không ngờ bên đội kỹ thuật lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh hãi, tiếp đó thấy một người ném xuống mũi khoan trên tay, loạng choạng chạy về phía này. Vì mặt băng dưới chân quá trơn, hắn chạy quá nhanh, giữa chừng còn ngã một dao, nhưng hắn thậm chí không thèm lau vết máu trên mặt, ngay lập tức đứng dậy, tiếp tục chạy. Lúc này, người đàn ông đeo kính râm cũng nhận ra rằng có thể đã xảy ra chuyện gì đó ở bên kia ao nước.
Lòng hắn trùng xuống, không đợi người chơi đội kỹ thuật đó chạy đến trước mặt hắn đã chủ động hỏi, có chuyện gì vậy? Chúng ta phát hiện ra một số thứ, có thể cần ngươi đến xem thử. Người đàn ông đeo kính râm nghe vậy cũng không nói nhảm, lập tức đến nơi đội kỹ thuật làm việc trước đó. Lúc này những người ở đó đã dừng tay, tụ tập lại với nhau. Thấy người đàn ông đeo kính râm đi tới, đám đông chủ động nhường đường. Người đàn ông đeo kính râm cũng nhìn thấy nơi họ vây quanh, đó là lỗ băng cuối cùng, vị trí ngay trước thác nước bị đóng băng một chút. Sao vậy? Một người chỉ vào thác nước bị đóng băng, nuốt nước bọt, ở đây, phía sau có vẻ có nước. Có nước thì sao? Người đàn ông đeo kính râm cau mày nói, nhưng ngay khi câu nói này thốt ra, hắn cũng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt không khỏi đại biến, nhanh chóng bước đến trước thác băng. Hắn phát hiện ra rằng trên thác nước bị đóng băng có một chỗ mỏng hơn nhiều so với những chỗ khác. Những chỗ khác của lớp băng gần như không thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau, nhưng chỗ băng này lại có thể mơ hồ nhìn thấy dòng nước phía sau. Người đàn ông đeo kính râm mồ hôi túa ra trên trán, hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó giật lấy cái búa trong tay một người, đập vào tảng băng đó. Kết quả chỉ cần một nhát búa đã đập vỡ chỗ đó, nước suối chảy ra theo đó, hai người đứng gần nhất trực tiếp bị xô ngã xuống đất. Còn những người khác mặc dù miễn cưỡng tránh được nhưng cũng có vẻ hơi lang bái, giày và ống quần đều ướt hết. Thấy cảnh này, mọi người còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Trước đó cực hàn u hồn đã đóng băng toàn bộ ao nước nhưng không hiểu sao lại không đóng băng được Simon. Hơn nữa Simon còn lặng lẽ đào một đường hầm ngay trước mắt họ, lợi dụng thác băng che đậy, từ đây bơi thẳng đến thượng nguồn. Nhưng hắn đã làm như thế nào? Đặc biệt là đường hầm này, khi đào lại không phát ra một tiếng động nào, điều này thật không thể tin được. Hôm nay mọi người đã thấy quá nhiều chuyện không thể tin được trên người Simon. Thậm chí đã có chút tê liệt, nhưng người đàn ông đeo kính râm vẫn không nhịn được chửi một câu thô tục, sau đó nói, gọi tất cả mọi người dậy, lập tức vào trạng thái chiến đấu. Rất nhanh, ngay cả những người đầu tiên đã chui vào túi ngủ cũng bị đồng đội gọi dậy. Ban đầu họ còn không nhịn được phàn nàn, nhưng khi nghe Simon thoát khỏi ao nước thì cả người lập tức tỉnh táo lại, lập tức mặc quần áo, cầm lại vũ khí. Lúc này, cực hàn u hồn cũng buông máy tính bảng trong tay xuống, đi đến trước thác băng. Sắc mặt hắn trở nên đặc biệt khó coi. Dù sao trước đó hắn đã tự tin nói rằng toàn bộ ao nước đã bị đóng băng, Simon cũng đã chết rồi. Kết quả là sau này hắn không biết từ lúc nào đã rời khỏi ao nước này. Ánh mắt của những người chiến tuyến thứ hai nhìn cực hàn u hồn lại trở nên không tốt, chính vì lời dụ dỗ trước đó của hắn khiến họ từ bỏ hải mã. Kết quả không những không thể giải quyết được Trương Hằng, ngược lại còn khiến hải mã phải đền mạng. Hơn nữa có lẽ khi đó hải mã đã không còn xa để giết chết Trương Hằng nữa. Nhưng họ cũng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Người đàn ông đeo kính râm đã cho người thả hết những chiếc máy bay không người lái còn lại. Kết quả là không phát hiện thấy bóng người khả nghi nào ở xung quanh. Simon đã trốn thoát rồi sao? Người đàn ông đeo kính râm không cho là vậy. Bởi vì nhìn vào cách bố trí ở đây thì rõ ràng đối phương đã nhận ra họ sẽ đến. Simon ký nhiên lúc đó không chọn cách trốn thoát, mà quyết định chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến thì cũng không có lý do gì lại đột nhiên bỏ chạy giữa đường. Hơn nữa cuộc giao tranh giữa hai bên hiện tại mà nói là đội truy bắt hoàn toàn thất bại, tổn thất binh tướng nhưng ngay cả bóng dáng của Trương Hằng cũng không thấy. Nhưng nếu đối phương không ở đây thì sẽ đi đâu? Người đàn ông đeo kính râm trầm ngâm một lúc, sau đó cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó. Hai đội nhỏ bên hang động gửi tin nhắn cho họ, bảo họ nhanh chóng đến đây hội quân. Được. Không, người đàn ông đeo kính râm lại bác bỏ mệnh lệnh mà hắn vừa đưa ra. Đừng để họ đến hội quân với chúng ta, hãy để họ rời đi ngay, cẩn thận, đừng đụng độ với Simon. Kết quả là sau đó người đàn ông đeo kính râm nhận được tin, hai đội nhỏ bên hang động đã mất liên lạc với họ. Chương 1868, kỹ thuật ẩn núp. Hành động của đối phương nhanh hơn họ tưởng tượng. Người đàn ông đeo kính râm mới nghĩ đến phía bên kia nhưng không ngờ rằng trận chiến ở đó đã kết thúc. Vậy thì bây giờ Simon đang ở đâu? Người đàn ông đeo kính râm tự đặt mình vào vị trí của Simon. Hắn hẳn là sau khi giải quyết xong những người bên hang động thì lập tức quay lại. Nhân lúc đại quân bên này chưa phát hiện ra hắn đã thoát khỏi, lại nhân lúc đêm tối tập kích một đợt, tạo ra thương vong nhiều nhất có thể, nhưng có vẻ như Simon lại không làm như vậy. Tất nhiên không thể là vì sợ đông người, dù sao thì ban ngày Simon bị vây cũng không hề sợ hãi. Còn bình tĩnh giết ra giết vào từ vòng vây, người đàn ông đeo kính râm hoàn toàn không biết Simon hiện tại đang nghĩ gì, nhưng hắn biết. Tình thế của hai bên hiện tại đã hoàn toàn đảo ngược,
người rơi vào nguy hiểm chính là họ, hắn không thể tiếp tục đi theo nhịp điệu của Simon nữa. Sau khi thoát khỏi đáy ao, Trương Hằng trở về hang động trước, lặng lẽ giải quyết hai đội ở đó. Đồng thời cũng gặp được ông lão Câm, nhưng sau đó lại phát hiện cô bé không trở về như đã hẹn vào lúc trời tối. Vì vậy, Trương Hằng an ủi ông lão Câm trước tiên đến hang động của mình để hoàn thành những mũi tên còn dang dở. Sau đó lại lục soát trên xác của hai đội một số đạn dược và một khẩu súng trường. Làm xong những việc này, hắn lại quay trở lại sườn đồi đó, nhưng ở đó đã không còn thấy bóng dáng cô bé. Trương Hằng phát hiện một loạt dấu chân lạ trên mặt đất. Chủ nhân của loạt dấu chân đó là một người đến, nhưng khi rời đi, bên cạnh hắn lại có thêm một loạt dấu chân nhỏ. Trương Hằng biết cô bé hẳn đã bị người đến đó mang đi. Nhưng Trương Hằng nhìn thời gian trên tay, lại không vội vàng lên đường cứu người, bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cô bé đã bị đội truy bắt mang đi. Đám người đó vào núi là để truy sát hắn, hẳn là sẽ không làm khó một cô bé. Sau khi hỏi rõ về hắn thì khả năng lớn sẽ thả người. Ngược lại, nếu hắn vội vã xông lên, ngược lại có thể khiến đám người đó liên tưởng đến mối quan hệ giữa hắn và cô bé, gây thêm phiền phức cho việc cứu người. Vì vậy, cuối cùng Trương Hằng vẫn quyết định đợi một thời gian, đợi đội truy bắt đưa cô bé về hang động rồi mới hành động. Sau đó hắn lại nhìn con sao biển trên cổ tay, chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là đến 12 giờ đêm. Trương Hằng lại đi về phía ao nước, kết quả là rất nhanh sau đó lại nhìn thấy máy bay không người lái trên bầu trời. Bởi vì trước đó máy bay không người lái đã bị hắn tiêu diệt một phần nên số lượng máy bay không người lái hiện tại đã giảm đi rõ rệt. Hơn nữa vì là ban đêm, tầm nhìn kém hơn nhiều so với ban ngày. Với kỹ thuật ẩn núp của Trương Hằng, hắn có thể dễ dàng tránh được những thứ nhỏ bé vo ve trên đầu này. Tuy nhiên, khi hắn trở lại bên ao nước, hắn lại phát hiện nơi đó đặc biệt yên tĩnh. Trương Hằng đảo mắt nhìn những chiếc lều xếp thành hàng nhưng bên ngoài lều không thấy một bóng người. Mãi đến một lúc sau, bốn người mới bước ra khỏi chiếc lều ở vị trí trung tâm nhất. Một trong số đó là một người đàn ông đeo kính râm. Hắn ta một tay kéo một cô bé, tay kia cầm một chiếc vỏ ốc màu đỏ. Sau khi bước ra khỏi lều, hắn ta vỗ hai cái vào vỏ ốc, sau đó đưa miệng mình vào. Ngay sau đó, bên tai Trương Hằng vang lên một giọng nói đó rất gần, giống như có người đang nằm sấp bên tai hắn nói vậy. Alo, 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 có nghe thấy không? Xin chào, hình như tôi chưa tự giới thiệu, mật danh của tôi là Chỉ Huy, đến từ bang hội ngân sắc chi dực, cũng là tổng chỉ huy của đợt truy bắt này. Người đàn ông tự xưng là Chỉ Huy dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ngươi không cần lo lắng. Ta không ở gần ngươi đâu, giọng nói của ta có thể truyền đến tai ngươi là nhờ một thứ gọi là truyền thanh hải loa. Và nói chính xác thì thứ này không chỉ truyền thanh cho riêng ngươi mà là cho tất cả những người trong phạm vi 5 km, đồng thời thời gian tác dụng chỉ có 3 phút, vì vậy ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Ta biết ngươi rất khó chịu với hành động lần này của chúng ta có thể hiểu được, ta đoán bây giờ ngươi đang nghĩ cách giải quyết chúng ta. Còn chúng ta cũng muốn so tài với Simon lừng danh, vậy thì chúng ta hãy thẳng thắn hơn một chút, chúng ta sẽ cử 3 người ra đấu với ngươi 3 trận. Ta có thể đảm bảo với ngươi rằng, nếu ngươi thắng cả 3 trận này, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây và sau này cũng sẽ không đến quấy rầy ngươi nữa, còn nếu ngươi thua thì... Chỉ Huy cười khẽ một tiếng, thì hẳn là cũng chẳng còn chuyện gì sau này nữa, ngươi có thể cân nhắc kỹ. À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Người của chúng ta đã phát hiện ra một cô bé ở sườn đồi, có phải ngươi để cô bé ở đó không? Ngươi cũng không cần lo lắng cho cô bé, chúng ta sẽ chăm sóc cô bé giúp ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1869, cô bé bị bắt. Chỉ Huy vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc cô bé. Mà khi hắn nói xong câu cuối cùng thì 3 phút cũng vừa hết. Ngươi nghĩ hắn ta sẽ đồng ý lời mời đấu tay đôi của chúng ta không? Người đàn ông cầm hỏa kỳ lân sau lưng tò mò hỏi. Không sao, hắn ta chắc chắn sẽ xuất hiện. Ta không biết giữa bọn họ có quan hệ gì nhưng trước đây Simon và chúng ta giao chiến. Hắn ta lo sẽ liên lụy đến cô bé này nên đã cố ý đưa cô bé đến sườn đồi xa chiến trường. Chúng ta dùng cô bé làm mồi nhử, Simon không thể không động lòng. Thực ra ta không hiểu lắm. Một người đàn ông khác có mũi đỏ nói, Simon là vật chứa của. Chủ nhân Relie, mà bản thân hắn ta cũng biết điều này nhưng đến bây giờ vẫn chưa tự sát. Điều này chứng tỏ hắn ta không hề quan tâm đến việc mình có hủy diệt thế giới này hay không,
Vậy thì tại sao hắn ta lại quan tâm đến một cô bé mới quen một tuần? Dù sao thì bây giờ bốn người đang chờ Trương Hằng xuất hiện, cũng chẳng có việc gì làm, vì vậy Chỉ Huy kiên nhẫn giải thích, các ngươi không hiểu hắn ta. Thời gian qua ta vẫn luôn thu thập thông tin liên quan đến hắn ta, tất nhiên, về phó bản, hắn ta vẫn luôn đơn độc. Muốn tìm những người chơi từng hợp tác với hắn ta không dễ, nhưng về mặt cuộc sống, hắn ta có không ít thầy cô, bạn học, còn có hàng xóm láng giềng gì đó. Chỉ cần có lòng là rất dễ dàng ghép nối được quỹ đạo cuộc sống của hắn ta. Ngươi đã nhìn ra được điều gì từ đó? Nhiều người cho rằng phong cách hành sự của hắn rất hỗn loạn khó lường, ví dụ như thái độ của hắn đối với luật pháp thế tục. Đôi khi hắn coi luật pháp như không có, giống như trận đại chiến ở Phúc Lâu trước đây, hắn có thể nhắm mắt giết rất nhiều người. Lái xe lao thẳng trên đường nhưng đôi khi lại tỏ ra tôn trọng luật pháp hơn bất kỳ ai. Với sức mạnh của hắn, thực ra rất nhiều chuyện vốn không cần phải rắc rối như vậy. Như vậy mà không gọi là hỗn loạn khó lường sao? Trên bề mặt thì đúng là như vậy, nhưng thực tế theo quan sát của ta, hắn là một người rất có nguyên tắc. Chỉ là hắn không tuân theo luật pháp thế tục mà tuân theo bộ quy tắc ứng xử do chính hắn đặt ra. Ngươi chỉ cần biết rằng trong bộ quy tắc ứng xử của hắn, kẻ muốn hủy diệt thế giới là chủ nhân của R'lyeh. Ta không biết hắn có chịu trả giá cho lỗi lầm của người khác không, nhưng cô bé này thực sự vì hắn mà rơi vào cảnh hiểm nguy, vì vậy hắn sẽ không ngồi yên không màng tới. Hắn sẵn sàng cứu một người nhưng lại không muốn cứu cả thế giới sao? Đúng là như vậy. Thật điên rồ. Người đàn ông cầm hỏa kỳ lân đưa ra lời kết luận cuối cùng, nhưng sau đó hắn lại thở dài. Nhưng tên điên này thực sự mạnh đến mức quái dị. Ngươi có chắc rằng lần này dụ hắn ra chúng ta có thể giết được hắn không? Không chắc. Chỉ Huy không chút do dự lắc đầu. Nhưng nếu lần này lại thất bại, chứng tỏ chúng ta không thể giết được hắn. Mọi người cũng có thể thu dọn đồ đạc về nhà rồi. Tất nhiên, nếu chúng ta còn sống sót trở về. Trương Hằng nghe lời người đàn ông đeo kính đen, hắn cũng biết rõ rằng trong trại lính phía trước có bẫy đang chờ hắn, nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi. Chỉ kiểm tra lại vũ khí và đạo cụ trên tay, sau đó đứng dậy từ sau gốc cây, cứ thế đi về phía bốn người kia. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bước chân của Trương Hằng đột nhiên khựng lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc, gió nhẹ biến mất, lá cây ngừng đung đưa, tiếng xào xạc bên tai cũng biến mất, đất trời rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Trong sự tĩnh lặng này, ngay cả ánh trăng dường như cũng đông cứng lại. Trương Hằng liếc nhìn con sao biển trên cổ tay, phát hiện còn 12 phút nữa là đến 12 giờ, nhưng lần này kim chỉ nam của con sao biển cũng dừng lại. Sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên trái, chúng ta lại gặp nhau rồi. Theo giọng nói, bóng dáng hơi mập mạp của Cronos cũng bước ra từ một vùng bóng tối. Nói như vậy không thấy hơi giả tạo sao? Trương Hằng nhàn nhạt nói. Cronos nghe xong lời này không khỏi thở dài. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở quán cà phê hầu gái đó không? Ta nhìn ngươi lần đầu tiên đã biết ngươi là một người thông minh. Ta vẫn luôn thích hợp tác với người thông minh, nhưng bây giờ ta lại không khỏi nghĩ, ngươi có phải thông minh quá rồi không? Theo những gì ta hiểu về ngươi, ngươi đã lên kế hoạch trước sau ngần ấy năm, sắp đến thời khắc cuối cùng rồi, chắc chắn không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Vì vậy những ngày này ngươi thực ra cũng ở đây, giám sát từng cử động của ta, vất vả cho ngươi rồi, muỗi ở đây không ít đâu, chỉ không biết chúng có thích uống máu của thần thời gian không. Nói chính xác thì, phần lớn thời gian ta ở đây nhưng ta vẫn rời đi vài lần, làm một số việc khác. Chương 1870, quyết định của Trương Hằng. Việc gì? Trương Hằng hỏi. Cronos không trả lời ngay mà cau mày nói, ta có chút không hiểu, trước đây ngươi không chấp nhận đề nghị của ta, ta còn tưởng ngươi có cách gì đối phó với chủ nhân của R'lyeh. Kết quả là ngươi chỉ một mình chạy vào rừng sâu, chơi trò ẩn cư, nhưng ngươi hẳn phải biết, bất kể ngươi trốn đến đâu, chủ nhân của R'lyeh đều có thể tìm thấy ngươi, bây giờ ngươi mỗi đêm đều bị ác mộng quấy rầy. Theo quan sát của ta, cho dù không có những người đến giết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể chống đỡ thêm 2 ngày nữa. Đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi. Sao ngươi biết ta chưa đưa ra quyết định? Trương Hằng phản bác. Ngươi đang giận dỗi với ta sao? Cronos thở dài. Trước đây ngươi đi tìm Psyche, không phải là để Cupid đổi máu với ngươi sao? Mà bây giờ ngươi rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, tại sao lại không chịu hợp tác với ta? So với Cupid, ít nhất chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, có thể coi là bạn bè rồi chứ. Mà trước đây ta đã làm gì tổn thương ngươi chưa? Trương Hằng nghe xong câu này thì như nghĩ ra điều gì, nhướng mày hỏi, trước đây phục kích làm Cupid bị thương nặng,
là ngươi làm phải không? Sắc mặt Cronos trở nên có chút đặc sắc, Trương Hằng vốn tưởng rằng Cronos sẽ phủ nhận, dù sao Trương Hằng cũng không có bất kỳ bằng chứng nào trong tay. Chỉ là phỏng đoán mà thôi, nhưng không ngờ Cronos cuối cùng lại thừa nhận rất dứt khoát. Đúng vậy, mặc dù những kẻ ra tay cuối cùng là một nhóm tân thần, nhưng quả thực là ta đã thiết kế và lên kế hoạch cho cuộc tấn công đó, mục đích là để ngăn ngươi đổi máu với hắn. Ta đã nói từ lâu rồi, việc chúng ta đổi máu là một chuyện đôi bên cùng có lợi, đương nhiên ta cũng có tư tâm của mình, nhưng đối với ngươi thì kết quả không có gì khác biệt. Ngươi nghĩ sai rồi. Trương Hằng lắc đầu nói. Sai ở đâu? Trước đây ta đã cứu Saiki trong công viên, nàng ấy để báo đáp ta quả thực đã đề nghị để chồng nàng Cupid đổi máu với ta, nhưng sau đó ta đã không đồng ý. Ngươi không đồng ý lần này? Cronos thực sự kinh ngạc, tại sao? Bởi vì ta không muốn giao phó vận mệnh của mình vào tay người khác nữa. Trương Hằng bình tĩnh nói, dù đổi máu với thần nào thì sau này cơ thể ta cũng sẽ trở thành một phần cơ thể của hắn. Nói cách khác, ta vẫn sẽ phải đối mặt với những rắc rối như ngày hôm nay. Nói như vậy cũng không sai, nhưng bây giờ ngươi đã không còn lựa chọn nào khác. Cronos cố gắng nói nhẹ nhàng hơn một chút, ngươi cũng không muốn thế giới bị hủy diệt chứ. Nếu thực sự để chủ nhân của Relie chiếm lấy cơ thể ngươi thì đó không chỉ là vấn đề của riêng ngươi. Mẫu thân, phụ thân, muội muội chưa chào đời của ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn họ được sống sao? Còn những người bạn của ngươi, cô gái tên Phạm Mỹ Nam kia, ngươi đã làm rất nhiều, cuối cùng mới chữa khỏi bệnh cho nàng. Kết quả là mọi thứ đều đổ sông đổ bể. Cronos dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn vào mắt Trương Hằng, đổi máu với ta đúng là có một số rủi ro, nhưng so với kết quả tồi tệ nhất, đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận một số rủi ro, ngươi là người lý trí, tin rằng có thể tính toán được lợi hại trong đó. Cronos Trương Hằng ngắt lời ông già nhưng đã chuyển ánh mắt về phía trại lính, ta đã trả lời ngươi rồi, sao ngươi biết ta chưa đưa ra lựa chọn? Lựa chọn? Lựa chọn gì? Ánh mắt Cronos cuối cùng cũng trở nên u ám. Nhưng Trương Hằng không trả lời nữa, trực tiếp đi về phía bốn người chỉ huy và cô bé gái. Chẳng lẽ ta thực sự nhìn nhầm ngươi rồi sao? Ngươi sẽ không ngu ngốc và tự phụ như vậy chứ? Nếu ngươi để tên kia nhập vào cơ thể mình, linh hồn của ngươi sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Ngươi không có một chút cơ hội chiến thắng nào, không chỉ hại mình mà còn hại tất cả mọi người. Giọng nói của Cronos truyền đến từ phía sau Trương Hằng. Cảm ơn lời khuyên của ngươi. Trương Hằng phất tay, bế cô bé gái từ bên cạnh người chỉ huy, quay người lại nhưng phát hiện Cronos vẫn chưa rời đi. Ngươi đã mất cơ hội cuối cùng rồi, Cronos lạnh lùng nói, ngươi không nghĩ rằng hôm nay chỉ có những phàm nhân này đến giết ngươi chứ? Còn có khách quý nào khác sao? Là Tho hay Rớt, hay là người nào đó của tân thần? Trương Hằng bế cô bé gái đi về phía hang động. Tối nay đến giết ngươi không chỉ có một vị thần. Chư thần tuyệt đối không cho phép chủ nhân của Relie thoát khỏi thành phố dưới băng. Vì chuyện này, tân thần và cựu thần thậm chí có thể tạm thời gác lại mâu thuẫn giữa họ. Cronos nói, bọn họ đã đến rồi, ngươi tưởng ta dừng thời gian chỉ để hàn huyên với ngươi sao, ta là cơ hội duy nhất để ngươi trốn thoát. Hơn nữa bọn họ đã biết ngươi có năng lực dừng thời gian mà ta cho ngươi, đã bố trí trước, 12 giờ sẽ có hiệu lực, tối nay ngươi sẽ không còn thêm 24 giờ nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 187 của bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.